Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng mọi người đến với video theo của mình. Sau rất là nhiều một vài những cái video mà mình luôn giới thiệu chai mùi hương chai nước hoa này vào trong cái top list nước hoa chai giá rẻ, thì ở cái video này mình sẽ nói riêng về mùi hương của nó, đó là chai nước hoa của nhà CK One Shark. Nói về mùi hương thuốc lá thì theo như mình được biết thì thông thường nó chia theo hai style, đó là mùi lá thuốc lá khô, mà đây tiêu biểu của nó là Tobacco Vanille, Tobacco Row hoặc là Thierry Mugler, Pro Havan, vân vân đó. Thì với những style mùi hương như thế này ấy, với cảm nhận của mình thì nó định hình theo một cái phong cách của một quý ông cổ điển, sang trọng và lịch lãm đó. Có nghĩa là khi mà các bạn xịt mùi hương của chai nước hoa này thì cái người ta ngửi ngay lập tức, người ta sẽ có một cái định hình đây là một người đàn ông có thể nói là có một cái power đó, có một cái vị trí, có một cái level không phải dạng vừa đó. Đấy là với cái cảm nhận của mình về những mùi hương của những cái mùi lá thuốc lá khô đó. Ok, thì đối ngược với cái style này thì là những cái mùi hương thuốc lá ngọt ngào và êm dịu, mà điển hình ở đây là mình thấy đó là Kilian Back to Black, Perfume de Molly Herald và China này, CK One Shark. Khi mà các bạn xịt cái mùi hương thuốc lá ngọt này thì thường đối với mình thì người đàn ông đó, một cái man, bạn man đó cũng có cái sự lịch lãm. Thế nhưng ở bạn đó có một cái kiểu phá cách, và nó không bị một ở trong một cái khuôn mẫu đã cố định là như thế, mà đôi khi nó có cái sự bùng nổ đó. Đối với mình, cái quan niệm của cái mùi hương thuốc lá mà nó tẩm ướp với cái mật ngọt êm dịu là như thế. Ok, quay trở lại chai nước hoa này, CK One Shark luôn luôn được là chai nước hoa mình đánh giá là có thể nói là cao nhất trong cái sản phẩm của nhà CK. Ngay khi các bạn xịt, lúc đầu cái cảm giác của bạn, các bạn có thể cảm nhận ngay mùi thuốc lá. Thế nhưng nó không hề khô khan, nó không hề già dặn, mà là cái mùi thuốc lá được tẩm trong, như được ướp, tẩm ướp trong một cái hương vị mật ngọt êm dịu đó, nồng nhưng mà không gắt, mà nó rất là êm. Đối với mình, cảm nhận của mình thì thuốc lá và hoắc hương là một trong những cái nốt nguyên liệu mà mình cảm nhận thấy và nó tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là đẹp đó. Theo cái suy nghĩ của mình, đôi khi mà có những cái mà nếu mà quá là chi tiết thì có khi nó lại chưa phải là hay. Và mùi hương của chai CK này cũng là một trong những cái quan điểm đó của mình. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngửi mùi hương này thì tốt nhất là chúng ta hãy nên cảm nhận trong một cái khối liên kết những cái nốt nguyên liệu, nó tạo thành một cái mùi hương để mình ngửi. Còn hay, nó sẽ hay hơn là chúng ta sẽ cố là ngửi thấy mùi gì. Bởi vì thực tế mùi hương của chai nước hoa này đối với mình nó có thể được gói gọn trong một câu rất là ngắn gọn thôi: một mùi hương thuốc lá êm dịu và ngọt ngào đó, rất là đơn giản đó. Thì mình nghĩ là không cần phải quá là chi tiết để mà phân tích nốt mùi gì, và hãy cảm nhận nó thì sẽ là hay hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa CK này. Ok, các bạn có thể ngửi giúp mình và cho mình đánh giá mùi hương này các bạn cảm thấy thế nào nhé. Đây, các bạn ngửi vào đây này, đây mặt này, mặt trắng ấy, mặt gì đây, mặt này, bạn thấy thế nào? Thơm à? Các bạn có cảm thấy nồng quá không? Không nồng à? Mùi này nhẹ. Từ 1 đến 10 các bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 8. Còn bạn? 9,5. Rồi, mình cảm ơn nhá. Bạn có thể gửi giúp mình và cho mình ý kiến mùi hương chai nước hoa này được không? Đây, bạn gửi vào đây này. Bạn thấy thế nào? Hơi nồng à? Thơm nhưng mà hơi nồng đúng không? Từ 1 đến 10 bạn cho chai nước hoa này là bao nhiêu điểm? Từ 1 đến 10 bạn sẽ cho mấy điểm? 8 điểm. 8 điểm à? Ok, rồi mình cảm ơn nhá. Bạn có nghĩ mùi hương này nếu mà dùng mùa đông thì nó sẽ hợp lý hơn mùa hè không? À, như thế. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Mọi người có thể thấy phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này giờ là rất tích cực đó. Về độ tuổi của chai nước hoa này, đây có thể nói là best choice cho các bạn tuổi teen. Các bạn tầm từ 20 là đã bắt đầu có thể sử dụng chai nước hoa này. Và về dịp sử dụng, nó có thể dùng trong đi chơi, đi hẹn hò hoặc đi tụ tập. Nói chung là trong gần như là trong tất cả các dịp các bạn đều có thể sử dụng mùi hương của chai nước hoa này. Mùi hương này chỉ nên sử dụng vào thu đông. Và theo như cá nhân mình thì càng lạnh thì các bạn nên sử dụng chai nước hoa này, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm nhận thấy cái mùi hay của nó đó. Về độ bám tỏa mùi thì chai nước hoa này luôn luôn được đánh giá là có độ bám mùi rất là lâu. Và độ tỏa mùi thì thực sự là mình, cái chai này mình xịt thì cũng không nhiều, cho nên là về độ tỏa mùi thì mình cũng không thể đưa ra được một cái đánh giá chính xác nó là như thế nào đó. Đánh giá tổng quan chai nước hoa này có đáng mua hay không thì đây là luôn luôn là một trong những gợi ý. Chai nước hoa giá rẻ và chất lượng không thể đánh giá thấp được. Do đó nếu như bạn nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa và các bạn cần một mùi hương cho tầm tuổi teen và mùi hương độc đáo thì đây là một trong những lựa chọn cho các bạn với cái giá rất là mềm mại, không hề là gắt đó. Thì trên đây là những cảm nhận của mình về chai nước hoa CK One Shop. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.